Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường về miền Bắc nước ta và đến sáng ngày 23 tháng 10 đã ảnh hưởng toàn bộ Đông Bắc Bộ. Đây là đợt không khí lạnh khô khiến ở miền Bắc trời mát, đêm và sáng trời lạnh, còn ở vùng núi thì đêm và sáng trời rét. Trong những ngày sắp tới, không khí lạnh tiếp tục về miền Bắc nước ta, trời vẫn sẽ hành khô. Theo các dự báo hiện tại, bão Trà Mi sẽ đi vào Biển Đông ngay trong thứ năm hoặc dạng sáng thứ sáu và trở thành cơn bão số 6. Tại Biển Đông, cơn bão này tăng cường độ trong khi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây sẽ đến gần miền Trung nước ta vào ngày 27-28 tháng 10. Vậy không khí lạnh sẽ tương tác như thế nào với bão Trà Mi? Về lý thuyết thì các cơn bão lấy năng lượng từ nhiệt và hơi ẩm nên không khí lạnh khô sẽ nhanh chóng chặn đứng sự phát triển của bão. Ngay cả khi có nước biển ấm và ẩm thì không khí lạnh khô vẫn có thể làm suy yếu cơn bão từ bên trong. Như vậy dù bão Trà Mi mạnh lên ở biển Đông, đạt sức gió tối đa là 100 đến 110 km/h, tương đương cấp 10 cấp 11, nhưng nó có thể yếu đi khi đến gần nước ta do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Bão yếu đi trong trường hợp này tức là sức gió yếu đi, nhưng sự tương tác với không khí lạnh lại có thể khiến bão gây mưa nhiều hơn. Một phần lý do là vì bão yếu đi thì thường di chuyển chậm lại, nên nó có nhiều thời gian để chút mưa xuống hơn đặc biệt là với một cơn bão có hoàn lưu lớn như bão trà my đây cũng là lý do mà nhiều khi một cơn bão lúc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lại gây mưa rất lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt sạt lở ông vũ anh tuấn phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão trà my là cơn bão hoạt động trên biển tây bắc thái bình dương và đang có xu hướng di chuyển lệch về phía tây bắc Dự kiến bão sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 hoạt động trong năm 2024. Sau khi cơn bão đi vào Biển Đông, có khả năng bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây và cường độ tiếp tục mạnh thêm. Theo nhận định ban đầu, khả năng cơn bão khi vượt qua vùng biển Hoàng Sa thì đạt đến cấp 12, giật cấp 15 rồi tiếp tục hướng về phía bờ biển các tỉnh Trung Bộ. Theo ông Tuấn, khoảng từ ngày 26 đến 28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão Trà My. Ông Tuấn cảnh báo đây là cơn bão cuối mùa thường sẽ rất thất thường, phức tạp và dễ thay đổi. Vì vậy người dân cần theo dõi liên tục những bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Trà My (tiếng Việt là Trà My). Có vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 124,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc, 120,6 độ kinh đông, trên đất liền phía tây đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/h. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc, 117,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 650 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, bão di chuyển theo hướng tây tốc độ từ 10 km/h đến 15 km/h đi vào biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 190 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km sau có khả năng đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, không khí lạnh về có thể khiến bão Trà Mi giảm cấp khi vào gần bờ. Tuy nhiên, cũng chính không khí lạnh gặp mây đối lưu và mây hoàn lưu bão sẽ tạo ra một đợt mưa rất lớn và kéo dài ở miền Trung. Dự báo đợt mưa lớn có thể bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 ở Bắc Trung Bộ. Sau đó, tàn dư của bão Trà Mi có thể tạo thành một vùng áp thấp ở ven biển miền Trung và tiếp tục gây mưa lớn giai đoạn từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 5 tháng 11 trên phạm vi khá rộng, bao gồm cả các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. cân cảnh giác với ngập lụt diện rộng và các thiên tai kèm theo nó như lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi của miền Trung. Cường độ bão Trà Mi đang tiếp tục tăng cấp và sẽ đi vào biển Đông. Dự báo cường độ bão đạt cực đại cấp 12 Gió giật cấp 15 khi tiến về quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, bão tiếp tục hướng vào các tỉnh trung bộ, gây mưa lớn. Cũng theo các chuyên gia, bão Tràm Mi vào Biển Đông trong ngày 24 tháng 10. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, miền Trung giảm mưa, trời nắng. Bão Tràm Mi sẽ đạt cường độ cực đại khoảng cấp 12 khi tiến đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong ngày 26 tháng 10. Do ảnh hưởng của cơn bão này, khoảng từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 trên khu vực các tỉnh Trung Bộ, khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Trước đó, Đài khí tượng Nhật Bản nhận định, bão sẽ vào Biển Đông trong ngày 24 tháng 10, đạt sức gió cao nhất 108 km h ở khu vực giữa Biển Đông. Đài Hồng Kông cho rằng, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ tiếp tục mạnh lên 130 km h rồi giảm dần khi hướng vào miền Trung. Tờ South China Money Post dẫn thông tin từ Đài quan sát khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc, còn dự báo Bão Charmie có thể đi qua 400 km về phía nam của Hồng Kông khi suy yếu thành bão nhiệt đới vào chiều ngày 26 tháng 10. Bão Charmie, hay còn gọi là Christine, là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Ông Juanito Galang, trưởng phòng dự báo thời tiết của PAGASA, không loại trừ khả năng bão số 11 Christine sẽ mạnh lên thành siêu bão vì siêu bão thường hình thành vào cuối năm. Tuy nhiên, các nhà khí tượng cho rằng vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về đường đi tiếp theo của cơn bão bao gồm khả năng di chuyển về phía tây, qua miền Trung và Bắc Biển Đông, hoặc đi theo hướng tây bắc, tiến gần hơn đến bờ biển miền Nam Trung Quốc. Tại Philippines, tính đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, hầu như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarines bị ngập lụt do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển ước đoán hơn 33,5 triệu người có thể bị ảnh hưởng do bão Chami. Ngoài ra, số lượng các phường barangay Đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines dễ bị lở đất và lũ lụt đã tăng lên 21.213 theo báo cáo mới nhất của Cục Mỏ và Khoa học Địa chất. Trưa ngày 23 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi công văn đến các đơn vị ban ngành địa phương, người dân trên địa bàn toàn tỉnh lưu ý chủ động ứng phó với bão trà hy và gió mạnh trên biển thực hiện nội dung công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ứng phó với bão Tràm Mi gần biển Đông, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cơ quan, đơn vị địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ hàng hải Từ Thiên Huế, Đài thông tin Duyên hải Huế Chi cục thủy sản, ủy ban nhân dân thành phố Huế và các huyện ven biển trên địa bàn tỉnh thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền bao gồm cả tàu vận tải, bãi ngang ven biển biết diễn biến của bão, gió mạnh trên biển để chủ động sản xuất và phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của bão mưa lũ để chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn quản lý giả soát các kịch bản, phương án ứng phó thiên tai, phương án sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, phương án đảm bảo lương thực, bố trí lực lượng, phương tiện cứu nạn khi có yêu cầu. Đại khí tượng thủy văn tỉnh tăng cường cảnh báo, dự báo bão, mưa lũ, cập nhật thông tin chỉ đạo ứng phó kịp thời cho lãnh đạo tỉnh, cơ quan đơn vị và người dân biết để chủ động ứng phó. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc việc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du cũng trong sáng ngày 23 tháng 10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển đoạn giáp danh giữa xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và phường Thuận An, thành phố Huế. Theo đó, do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024, đặc biệt là các đợt mưa lớn, gió mạnh trên biển, sóng lớn, chiều cường, nước dâng đã gây sạt lở đoạn bờ biển dài khoảng 1.000m, ăn sâu vào đất liền từ 70 đến 100m, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đường liên xã, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các hộ dân thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và phường Thuận An, thành phố Huế. Trước tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở xảy ra tại khu vực trên, để ngăn chặn bước đầu, giảm thiểu các thiệt hại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó, đồng thời xử lý khắc phục khẩn cấp đoạn sạt lở nêu trên.